Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Xoắn bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Xoắn bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Xoắn bóng đá bằng cách bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần Xoắn bóng đá cập nhật video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Lịch thi đấu vòng loại World Cup năm 2022 tại bảng G. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau một thời gian khá dài phải tạm dừng vì dịch Covid-19, vòng loại World Cup năm 2022 sẽ trở lại sau đây ít ngày nữa. Đội tuyển Việt Nam chúng ta hiện đang chiếm lợi thế lớn để đi tiếp vào vòng sau khi tạm dẫn đầu bảng G. Chắc chắn người hâm mộ đang dành sự quan tâm rất lớn cho đội tuyển Việt Nam chúng ta sau những gì đã qua. Và trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về lịch thi đấu tại bảng G vòng loại World Cup năm 2022, những trận đấu còn lại. Vào ngày 3 tháng 6 lúc 23:45 sẽ diễn ra hai trận đấu, đó là trận đấu Ả Rập Thống Nhất gặp Malaysia và trận đấu thứ hai là Thái Lan gặp Indonesia. Vào ngày 3 tháng 6 đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ. Vào ngày 7 tháng 6 lúc 23:45 đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia và Ả Rập Thống Nhất sẽ gặp Thái Lan. Vào ngày 11 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia lúc 23:45 và đội tuyển Indonesia sẽ đối đầu với Ả Rập Thống Nhất. Vào ngày 15 tháng 6 lúc 23:45, đội tuyển Ả Rập Thống Nhất sẽ đối đầu với Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ đối đầu với Malaysia. Phần tin tiếp theo, Xoắn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin hé lộ nhân tố có thể thay thế Đỗ Hùng Dũng. Kính thưa quý vị và các bạn, đội tuyển quốc gia đang có mặt tại Ả Rập Thống Nhất và đã có buổi tập thứ 2 chuẩn bị cho vòng loại World Cup năm 2022 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã gặp vô vàn những khó khăn, nhất là khi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bị chấn thương nặng và không thể đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Trong suốt khoảng thời gian qua, nhiều chuyên gia và người hâm mộ cũng tỏ ra lo lắng về vị trí mà Hùng Dũng để lại. Thế nhưng, có vẻ như huấn luyện viên người Hàn Quốc đã tìm ra được giải pháp thay thế cầu thủ này. Chia sẻ về những khó khăn khi nhạc trưởng của câu lạc bộ Hà Nội bị chấn thương, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã cho biết rằng Đỗ Hùng Dũng đã bị chấn thương ở V-League. Sự vắng mặt của anh ấy rõ ràng là gây khó khăn và tổn thất về mặt chiến thuật cho chúng ta. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng có những cầu thủ mới, ví dụ như Hoàng Đức, Hải Long, vân vân. Các cầu thủ cũ thì có Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy, Trọng Hoàng. Chúng ta có thể đưa luôn Quang Hải xuống chơi vị trí tiền vệ. Rõ ràng sự vắng mặt của Đỗ Hùng Dũng là một sự thật rồi và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó. Trong khi đó, về sự thiếu vắng của Đỗ Hùng Dũng, gần đây bình luận viên Quang Huy đã chia sẻ trên Facebook của mình với một nhân vật đủ sức thay thế Hùng Dũng ở tuyến giữa. Bình luận viên Quang Huy nói rằng Trọng Hoàng là cầu thủ hoàn toàn có thể thay thế Đỗ Hùng Dũng ở tuyến giữa. Bình luận viên Quang Huy cho rằng Trọng Hoàng là cầu thủ khỏe và toàn diện ở cả khả năng tấn công và phòng thủ. Vì vậy, Trọng Hoàng hoàn toàn có thể đủ sức thay thế Hùng Dũng. Phần tin tiếp theo, Xoắn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo nói về khó khăn của đội tuyển Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, về những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên ở đợt tập trung lần này, đội tuyển quốc gia Việt Nam bị hạn chế rất nhiều trong cả sinh hoạt lẫn tập luyện. Các cầu thủ không được phép thoải mái gặp người lạ hay thậm chí người thân. Đặt chân xuống Ả Rập Thống Nhất, các tuyển thủ của chúng ta cũng chỉ bị gói gọn sinh hoạt lại trong khuôn viên của khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân, chứ rất khó để di chuyển ra bên ngoài. Chia sẻ về điều này, huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận các học trò có đôi chút ảnh hưởng về mặt tâm lý khi không được thoải mái di chuyển. Cụ thể trả lời trước báo chí, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng do tình hình dịch Covid-19 nên khi ở Việt Nam, các cầu thủ phải tập luyện và sinh hoạt trong môi trường bị hạn chế về giao tiếp với bên ngoài rất nhiều. Điều đó dẫn tới việc tâm lý các cầu thủ có gì đó không ổn định. Ở Dubai, trong khách sạn có không gian rộng, dù có tiếp xúc với người nước ngoài lưu trú ở đó, nhưng do không gian rộng nên chúng tôi vẫn có thể đi lại được. Điều này giúp tâm lý cầu thủ tốt hơn nhiều. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho biết rằng ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam đang cố gắng tìm mọi cách để giúp các cầu thủ thoải mái hơn trong việc sinh hoạt, qua đó giải tỏa được vấn đề tâm lý. Kính thưa quý vị và các bạn, vấn đề tâm lý là một vấn đề ảnh hưởng rất lớn tới kết quả các trận đấu. Vì vậy, hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ ổn định lại được tâm lý của mình để có thể đạt được kết quả tốt nhất.
Về tình hình đội tuyển Việt Nam, theo như chúng tôi cập nhật được một số tin tức về thủ môn Đặng Văn Lâm. Cụ thể, trong buổi tập tối ngày 29 tháng 5, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những giải đáp thắc mắc liên quan đến thủ môn Đặng Văn Lâm. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã cho biết rằng, chúng tôi biết Văn Lâm vừa chuyển từ Thái League sang Nhật thi đấu. Thông qua phiên dịch và huấn luyện viên thủ môn, tình hình về cậu ấy vẫn được nắm bắt. Theo kế hoạch, lẽ ra ngày 27 tháng 5, cậu ấy sẽ sang Ả Rập Thống Nhất, nhưng có thay đổi nên phải đến ngày 2 tháng 6, Văn Lâm mới có thể sang được. Ở Thái Lan, cậu ấy chơi trận đấu cuối cùng từ tháng 12 năm 2020. Cậu ấy cần thời gian để chuẩn bị. Tôi được báo cáo rằng Văn Lâm vẫn tập luyện đều đặn. Tuy nhiên, tôi vẫn cần chờ cậu ấy sang để có thể trực tiếp bàn bạc và trao đổi. Thế nhưng, cậu ấy cần tập luyện và theo dõi xem như thế nào. Ngoài Tấn Trường, còn có cả Văn Hoàng và Văn Toàn. Chúng ta cần theo dõi để làm thế nào đến ngày 7 tháng 6 sẽ chọn được thủ môn ưng ý nhất. Như vậy, với những chia sẻ mới nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo, Văn Lâm sẽ không thể chắc suất bắt chính ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thủ thành sinh năm 1993 này cần cố gắng và thể hiện nhiều hơn khi tới Ả Rập Thống Nhất và tập luyện cùng các đồng đội. Theo kế hoạch, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia Jordan vào ngày 31 tháng 5. Sau đó đến ngày 7 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bước vào trận đấu chính thức đầu tiên gặp Indonesia. Hiện tại, Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm có được, hơn đội bóng xếp thứ 2 là Malaysia 2 điểm. Phần tin tiếp theo, Sàn Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin cổ động viên Malaysia nổi giận khi đội nhà tiếp tục thi đấu bạc nhược. Kính thưa quý vị và các bạn, sau trận thua 1-4 trước Kuwait, Malaysia bước vào trận đấu giao hữu với Bahrain với mục tiêu có được một trận thắng để đẩy tinh thần các cầu thủ lên cao trước thềm trận đấu với Ả Rập Thống Nhất vào ngày 3 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, sau 90 phút bóng lăn, thầy trò huấn luyện viên Tan Chen Hue không thể hiện được nhiều khi liên tục bị đối thủ dồn ép và sau cùng đại diện của Đông Nam Á phải chịu thất bại 0-2 trước Bahrain. Sau trận thua trước Bahrain, nhiều cổ động viên của đội tuyển quốc gia nước này đã bày tỏ sự thất vọng trên trang mạng xã hội của Liên đoàn bóng đá Malaysia. Một cổ động viên có tên Facebook là Hadi đã bình luận rằng: "Tự nhiên thấy hối hận khi xem trận đấu này, có vẻ như đội bóng của chúng ta vẫn chưa sẵn sàng. Thể lực kém, không có chiến thuật, hậu vệ thi đấu không tốt và tổng thể vẫn còn rất nhiều thứ chúng ta cần sửa chữa. Nếu đội tuyển tiếp tục thi đấu như thế này sẽ thật kỳ diệu nếu chúng ta giành được trận hòa hoặc trận thắng với Ả Rập Thống Nhất tới đây. Mong đội tuyển quốc gia Malaysia hãy vươn lên. Tan Chen Hue hãy chọn cầu thủ theo màn trình diễn mới nhất chứ không chỉ chọn theo sự ưu ái." Bình luận này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của nhiều người hâm mộ khác. Một cổ động viên khác đã bình luận: "Hai sai lầm và hai bàn thắng, chúng ta đã không chơi quá tệ, chỉ có sai lầm ngớ ngẩn khiến chúng ta tự thua. Đừng mong đợi nhiều từ đối thủ Ả Rập Thống Nhất vì họ mạnh hơn Bahrain. Tuy vậy, trái tim này thực sự muốn Malaysia sẽ giành được chiến thắng, chúc may mắn." Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay từ kênh Xoắn Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.